Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Giờ đến khi cái dịp về những vùng quê nông thôn, các bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều hình ảnh những cái ngôi nhà mới mọc lên, khang trang, hiện đại, nhà mái thái, nhà giả mái thái, nhà mái bằng. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mẫu nhà giả mái thái 2 cấp, hành lang chữ N, có chiều rộng là 8m và chiều dài là 16m, ở nông thôn, gửi đến bà con cô chú bác và anh chị tham khảo. Một cái dấu hiệu mà mình cũng cảm thấy rất là vui khi gia chủ ở nông thôn với các bạn tiến hành xây nhà, thì lên mạng tìm hiểu những cái mẫu nhà đó phù hợp với mảnh đất và cái nhu cầu sử dụng công năng mình. Và đây chính là một cái ngôi nhà được xây dựng giống như vậy các bạn. Gia chủ này cũng rất là khéo léo khi lựa chọn một cái mẫu nhà ở trên mạng để mà mình tiến hành xây dựng. Nhà cấp 4 này được thiết kế là giả mái thái 2 cấp nha các bạn. Từ cái phần giả mái thái ra phía sau chính là lợp tôn một mái, được thiết kế là cái hành lang chữ L đầy đủ công năng, gồm có cái phần cái sảnh trước, một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, khu nhà bếp và cái nhà ăn. Mẫu nhà hành lang chữ L cũng được xem là một cái mẫu nhà kinh điển ở vùng quê nông thôn nha các bạn, vì đây chính là một cái mẫu nhà mà được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng, vì cái độ lưu thông gió và ánh sáng của nó cũng giống như là cái rộng thoáng từ cái sảnh trước và cái sảnh bên liên kết thành hình chữ L này mang lại. Chính vì vậy mà được rất là nhiều người ưa chuộng cái mẫu nhà này. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình tiến vào bên trong để tham quan cái nhà cấp 4 hành lang chữ L này nha các bạn. Cột mặt tiền thì được thiết kế là cột 20-20 ốp gạch chỉ giả đá nha các bạn. Mặc dù đã không có trang trí nhiều mà cũng tạo nên một cái hiệu ứng mà mình cũng cảm thấy rất là thích và rất là dễ chịu. Cái vị trí mình đang đứng đây là cái phần cái sảnh trước là rộng 2,5m nha các bạn. Cửa thì được thiết kế là cửa 4 cánh, cửa nhôm hệ 1000. Sino thì được giả sino nha các bạn. Cái phần giả sino này được đúc bê tông. Còn từ cái phần giả sino bên trong thì được đóng trần khung xương nổi. Cái phần cánh gà nằm phía bên tay phải thì được xây tường 20 và ốp gạch cao lên tới trần nha các bạn. Và gia chủ này cũng rất là khéo léo khi chọn một cái bức tranh là mã đáo thành công để trang trí cho cái vách cánh gà này, tạo một cái điểm nhấn cho cái phần sảnh nó rất là đẹp và rất là sinh động. Mặt tiền thì được ốp gạch 30-60 nha các bạn. Có một cái viên gạch chỉ cũng giống như là cái gạch 30-60 này, nó có những cái viền màu trắng rất là đẹp các bạn, tạo nên một cái hiệu ứng mà mình cũng cảm thấy rất là đẹp ở cái mặt tiền. Không cần phải ốp những cái đồ có vật liệu quá sang trọng, vật liệu bình dân thôi, nó cũng đẹp và tạo nên một cái hiệu ứng rất là dễ thương. Phòng khách thì rộng 5m nha các bạn. Phòng khách thì được ốp gạch cao lên 1,5m, và phía bên trái và phía bên phải được gắn hai cái cửa sổ to để giúp cho cái phòng khách này nó lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Cái lối đi thì rộng 1m2 nha các bạn. Sau phòng khách thì được bố trí là hai cái phòng ngủ. Hai cái phòng ngủ này được thiết kế giống nhau, cũng được ốp gạch cao lên 1,5m. Trần thì vẫn được đóng trần khung xương nổi. Gạch thì được ốp là gạch 30-60, có những cái đường chỉ màu trắng rất là đẹp. Và ở phía trên thì nó có những cái gạch viền từ cái phần ốp gạch trở lên thì sơn với một cái màu xanh nước biển, tạo nên một cái cảm giác rất là dễ chịu. Nhà vệ sinh và bếp thì được bố trí phía cuối của cái nhà này nha các bạn. Cái vị trí mình đang đứng ở bên đây là cái phần đỡ hậu bên cái sảnh phía bên tay trái. Lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt và rất là rộng thoáng ở cái vị trí này. Gạch nền được lát là gạch 60x60 các bạn, vân mây màu vàng kem, tạo nên một cái độ chắc chắn. Đây người ta gọi là gạch bóng kính nha các bạn. Cái vị trí mình đang đứng đây là tại vị trí phòng khách, mà mình đứng nhìn về cái phần cái sảnh phía trước và cái khoảng sân phía trước, phóng một cái tầm nhìn rất là xa ra cái con độ và tạo nên một cái độ lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt tại cái vị trí này. Cái nhà cấp 4 này sử dụng cái vật liệu bình dân thôi các bạn, nhưng mà tạo nên một cái hiệu ứng của nó cũng rất là đẹp, cũng rất là hài hòa. Về phần sử dụng cái vật liệu thì bà con mình có câu là liệu cơm cấp mắm phải không các bạn.
Tuy nhiên với một cái mức đầu tư vừa phải mà nó tạo nên một cái hiệu ứng mà nó rất là đẹp, rất là hoàn chỉnh như thế này, đó chính là điều rất là đáng quý và rất là đáng trân trọng. Cái phần sảnh bên thì được thiết kế là rộng 2,5m nha các bạn, được bố trí là cái cửa đi hai cánh. Và tại cái vị trí này thì gió và đường và ánh sáng tràn ngập vô trong cái phần sảnh luôn các bạn. Trần tại vị trí này vẫn được đóng trần khung xương nổi nha các bạn. Mình cũng chia sẻ thêm một cái phần nữa là giữa trần khung xương nổi và trần thạch cao thì giá của trần thạch cao nó lại cao hơn trần khung xương nổi, nhưng mà vì cái kinh phí của gia chủ này đã hạn hẹp cho đó là quyết định chọn cái phương án là đóng trần khung xương nổi. Hiện tại thì cái nhà cấp 4 này nó cũng đang trong cái giai đoạn hoàn thiện, mấy anh thợ cũng đang gấp rút hoàn chỉnh những cái công tác còn lại để giao cho chủ nhà vào ở lấy ngày. Còn cái công tác là điện và cái phần sân ở phía trước là chủ nhà có thể vào ở được rồi nha các bạn. Nhìn tổng thể cái nhà cấp 4 này nó cũng không có quá nhiều những cái điểm nhấn cầu kỳ phức tạp như là những cái mẫu nhà khác, rất là đơn giản, sử dụng vật liệu cũng rất là bình dân. Nhưng mà ở nông thôn mình xây dựng được một cái ngôi nhà như thế này đó chính là niềm mơ ước của rất là nhiều bà con mình. Sau đây mình cũng chia sẻ một phần mà bà con mình đang rất là quan tâm, đó chính là cái giá của một cái mẫu nhà cấp 4 giả mái thái hay cấp hành lang chữ L này là bao nhiêu. Rồi sau đây mình xin lắng nghe cái ý kiến của các anh thầu mà nhận cái nhà cấp 4 này nha các bạn. Và theo như cái anh thầu anh chia sẻ thì anh nhận cái giá nhân công của cái nhà này là 900.000 một mét vuông nha các bạn. Anh ơi, anh cho em hỏi là nếu cái nhà cấp 4 này là anh nhận là bao nhiêu tiền mét vuông vậy anh? 900.000 là mình hoàn thiện hết luôn đó ha. Dạ. Về phần mặt tiền, cái mái thái ở phía bên trên đó thì được gia chủ này ốp gạch giả đá hết nha các bạn, tạo nên một cái độ thẩm mỹ cũng giống như là độ hoàn chỉnh cho cái mặt tiền này, nó trở nên đẹp hơn. Còn cái mái thái thì được đổ dè ra khoảng 5 tấc nha các bạn. Tại cái vị trí phần cái sảnh bên đó các bạn, nó được nở hậu ra khoảng 1,5m và gia chủ được cũng rất là khéo léo tạo một cái điểm nhấn bằng một cái bức tranh kỹ thuật số hình cây mai để trang trí cho cái phần nở hậu này nó được sinh động hơn. Không cần phải xây dựng một cái ngôi nhà cao cấp quá, cái diện tích vi mô hoành tráng quá, chỉ cần vừa đủ đầy đủ công năng đáp ứng hết nhu cầu sử dụng của các gia chủ là được, phải không các bạn? Cái vấn đề quan trọng hàng đầu mà mình cũng thường nhắc ở những cái video trước đó chính là cái việc lưu thông gió và ánh sáng tốt, đó chính là điều mà mình cần phải lưu ý nha các bạn. Ở nông thôn mà mình xây dựng được một cái ngôi nhà như thế này đó chính là niềm mơ ước của rất là nhiều bà con mình ở nông thôn, có thể nói đó chính là cả một gia tài, cả một cuộc đời mơ ước để xây dựng được một ngôi nhà như thế này. Một điều mà mình cảm thấy rất là quý ở anh gia chủ nhà này là tất cả mọi thứ đều tự anh tham khảo trên mạng và tự anh lựa chọn vật liệu và phối vật liệu. Mình cảm thấy cái ngôi nhà này nó rất là dễ thương, rất là gần gũi, sử dụng các vật liệu thì nó bình dân nhưng mà tạo nên một cái hiệu ứng rất là đẹp. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ nhà cấp 4 giả mái thái 2 cấp hành lang chữ L với cái chiều rộng là 8m, chiều dài là 16m ở nông thôn gửi đến bà con, cô chú bác và anh chị có thêm sự lựa chọn và sự tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.